trân trọng em tặng cho, trân trọng tặng cho em một chai nước hoa. Ngày nào em đi bán vé số là em sức vào để cho nó nhích cái nách giống chú Hải. Ôi, không, cái này là nước hoa, đừng nói bé lại tưởng bé xịt nách thật. Bé nhỏ. Ý là cái này là nước hoa đó em. Thương hiệu Jimmy Choo nhá. Lâu lâu mình xịt vào tay mình ngửi cho thơm chứ nhá. Này, cái này em bóc ra. Em để một chai vào đây này. Đấy, ngày nào mà kiểu mồ hôi một kê là buổi sáng sớm là bán hàng là sức vào luôn. Đấy. Tại vì một ngày mình tiếp xúc với rất nhiều người. Đấy thì cái này giống dầu gió thế. Thì nó là cứu nó là dầu gió. Cười thằng má cười. Cái xin với dầu gió nghe mà cười. Đây, cái này mình nước hoa. Cảm ơn chị nhá. Coffee à đi. Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Việt Trần Official. Ngày hôm nay Nấm Đi đang có mặt tại cửa hàng của bác Hương Dừa đây ạ. Và sang chị sáng chị Băng Phương nhắn tin cho Nấm Đi, nói là Nấm Đi ơi, sáng nay sang uống cà phê. Giờ đây sang làm ly cà phê rồi về. Đúng, hai địa chủ với nhau. Người thì đếm tiền, người thì ngồi khoanh chân lên uống cà phê. Cô này hơi giống như dân bán cá này. Con thu tiền góp nè cô, con ngồi thu tiền góp nè, đây này, con sang thu tiền cho chị Băng Phương. À, thuê mặt bằng ba, thuê mặt bằng của con. Đến tháng rồi chị Băng Phương ơi. Đây nhá, em tháng một lần nào. Địa chủ đang được bóp đây. Nói chứ, biết hôm nay chị đang Băng Phương là đang bị nhức đầu ấy nhá em giả. Tiền nhiều quá, số nó cứ nhảy lung tung beng trong đầu mày này. Đấy, lại số là chưa kịp cười nói gì luôn, chị em giả là số liên tục nhảy. Đó. Thì biết là chị Băng Phương chị nhức đầu ấy em giả. Nên là mang nước hoa sang để cho chị sức lên đầu cho nó đỡ bị trúng gió ấy em giả. Ê. Chị biết dầu gió này ở đâu không? Dầu gió hả? Nhầm. Nước hoa này ở đâu không? Nước hoa này á. Nói chứ nước hoa của Đức chị ạ. Nước hoa của anh Đức ở bên Đức gửi tặng cho tụi em. Gửi tặng cho tất cả các anh chị em trong nhân viên cửa hàng. Đấy, thì em thấy chị nhức đầu quá nên em đặc biệt dành cho chị một nọ to nhất. Đó. Thì bây giờ đây quý vị em giả. Mình hết cái đầu à? Chị hết cái đầu à? Nhà bán bánh tráng quý vị em giả. Lật đúng như là lật bánh tráng vậy á. Khủng khiếp. Hết cái đầu hả chị? Em chị đầu. Không biết là cho xong mới hết nhất sức vô hết. Đó, nói chung là hôm nay là tất cả chị em trong khang sầu riêng mình sẽ hòa mùi sầu riêng với lại mùi nước hoa với nhau lại nhá. Chỉ còn mỗi bún đậu mắm tôm là chưa có đấy chị ạ. Chứ giờ là sức nước hoa kèm với ăn bún đậu nữa là hết bài luôn đó chị. Đó, đây các anh chị em ở đây có Jimmy Choo nè. Đó, có Versace sạch nè. Đó. Rất là nhiều thương hiệu khác mà nhỏ giờ em chưa được nhìn chị ạ. Rất là nhiều. Và đây thì cửa hàng sầu riêng của chúng em thì âm thịnh dương suy. Thành ra là 90% là chị em phụ nữ, còn lại 10% còn lại là nó làm cái giới tính gì đó nó không rõ ràng. Đấy, ví dụ như bạn áo vàng đang đứng cạnh kệ đây quý khán giả. Nhiều quý vị rất không rõ ràng. Nhiều quý vị hãy nói em vậy. Không phải em là con trai nha. Không, em là trai hẳn. Chị có nói là em không phải con trai đâu. Nên chị nói là giới tính của em nó không rõ ràng thôi. Người ta bây giờ trong cái sơ yếu lý lịch người ta ghi là nam hoặc nữ rồi không rõ ràng. Đó. Có cả cái ô ra. Có cái gu đấy luôn. Đây quý khán giả. Đây, màu sắc rất là bắt mắt này quý khán giả. Đó. Hay là anh Đức anh muốn gửi cho tất cả chị em trong cửa hàng sầu riêng mình nhá quý vị khán giả. Đây là một dàn hoa hậu của bên em. Đấy. Ai chọn em nào thì điền số 1 đến from Bến Tre. Số 2 nào? Bến Tre tu à? Số 3 Campuchia. Philippines. Đây chị kính lão đắc thọ quý vị khán giả. Kính lão đắc thọ á? Kính lão đắc thọ gì phải mát nha. Đây, chị chọn một chai dầu gió đi. Chị chọn đi. Cái này là được chai chọn. Dầu gió. Cái này là dầu gió đó chị. Cái này là dầu gió mùi gì em? Mùi sạc. Unisex chị ạ. Ai xài cũng được. Đó, chị tối chỗ nào cũng được luôn. Cái này là mùi xả. Mùi
mùi bò bon. Đây là mùi bò bon. Nước tương caramel. Sầu riêng hương dừa. Nước mắm nhĩ. À, đây là bưởi, bưởi năm roi. Bưởi da xanh, bưởi da xanh. Còn riêng cái mùi này á là không ở đâu có. Đây này, đây. Đây má. Này phải má xài. Má phải chỉ có má xài thôi. Má phải xài một chai. Lấy cái chai lớn nhất. Mùi này má biết là mùi gì không? Cái gì đây? Gọi là cái gì? Muối. Muối. Muối Tây Ninh à? Sức vào là nhức nách luôn. Má cũng dám sức nhức nách quá. Nhức nách quá thầy dám sức. Thôi tự nhiên lại thấy có một người lớn hơn chị Băng Phương. Thành ra là đây kính lão Đắc Thọ. Má, mời má xài. Má mà xài nước hoa này là nhức nách tiếp. Nhức nách. Mà này báo sao là mọi người lại vây quanh nhá. Mùi bần bọt, ở đây có mùi cam sành nè má. Mùi bần bọt, đây mùi cam sành thì má lấy cái này má sức lên thôi. Đây, mà lấy nguyên cái này má sức lên cho con. Còn này mùi bần bọt này, mùi nước mắm cơm men này. Mùi sầu riêng hương dừa. Đó nhiều lắm, má chọn đi. Má chọn lên chai đi má. Mùi nào mà má cảm thấy trẻ trung xì tin nhất với độ tuổi của má. Má mà ngại xịt thì má có mang về má xịt phòng cũng được cho nó thơm. Đấy, sang quá. Xịt phòng là sang quá. Ý là má cũng không nhiều khi má ngại xịt lên người thì má cứ mang về phòng má xịt thôi. Đây, con nghĩ cái này này. Cái nào ta? Cái này tin quá nhỉ. Với mùi thôi. To nhất. Đúng rồi, lấy cái to nhất đi. Mùi này là mùi sầu riêng không dừa. Đó. Má về má sức, má sức và hai bên nách. Thơm. À, Nam Mi, đây là má nuôi của Thanh Trương, Nam Mi, sức nách luôn hả? Trời đất ơi! Má bảo má xài mà hết biết má yên đâu. Tâm, Nam Mi mới được tặng một chai Chanel má lớn lắm. Chít à, chít à. Chít chít mưu. Chít đúng rồi, chít má giải hết con chít trườn neo vào đây cho má. Giống như kiểu má có biết mấy cái hộp quẹt không? Người ta toàn chít chít bình ga rồi đó, kiểu chít ga vào đó. Ơi, con chúc má xài cái này sẽ trẻ ra 20 tuổi nữa nha má. Rồi ba mùi còn mùi cam sạch má ra kia, má tự sức nha. Đi từ đầu đường đến cuối đường, các anh con trai cứ nhìn. Mê chết thì được luôn chứ. Ở đây đến lượt chị thì nên chị bán sầu riêng rồi, em cũng tặng sầu riêng hương dừa nữa. Chị Băng Phương mới nhận 60 kg bon bon về quý vị khán giả. 60 kg bon bon. Đấy. Thì em trân trọng tặng chị mùi bon bon để chị có thể bán được hết 60 kg bon bon đấy. Vớ sạc. Chị cảm ơn lắm. Cảm ơn chết thương. Đó, trời ơi, chết thương. Băng Phương mà làm YouTube thì các anh mê chết. Ôi em không lấy tiền đâu chị ơi. Em bán này, em tăng. Trời ơi, tiền bạc gì. Rồi, đến lượt người đẹp. Người đẹp từ Lào. Đấy. Cánh tay phải đắc lực của người đẹp from Bến Tre. Rồi, xanh xỉn luôn rồi. Đây. Em chị có bảy. Chết rồi. Để chọn đi Nam Mi. Đây. Ngửi mùi nào thích thì. Mùi nào nó cũng như nhau. Mùi nào cũng được. Mùi nhau nó cũng thơm đi từ đầu đường nào cuối đường nó ngửi thế rồi. Rồi. Anh thấy chưa? Em chọn đúng nha. Không cần ăn chè đào đỏ nha, chỉ cần nước hoa của anh Đức hoa, rồi. Chỉ cần nách thôi là thơm, nước nách luôn. Là các anh tự động kéo đến nè. Yeah. Đây, cái bông. Người đẹp từ Cambodia. Đó, Jimmy Choo, đây. Thương hiệu rất là nổi tiếng. Rất là nhiều luôn. Đây, ok, đây chị này hợp cu với em có một cái nọ này. Đó, bữa bà ngân biên tập tặng. Yeah. Rồi, cảm ơn mọi người. Đây là con ai nè. À, người đẹp từ Philippines quý khán giả. Philippines. Thăm thay. Bây giờ chỉ còn Jimmy Choo và một cái thương hiệu gì đó nó chưa có tên. Nghe chọn đi ạ. Đấy biết ngay mà, bởi vậy mấy đứa chưa biết yêu đương nó hay chọn mấy cái chỉ tin lắm quý vị khán giả. À này. Đó. Cái này giống cái bơm nhỉ. Đó, bơm, bơm. Cảm ơn chị. Bơm tình yêu vào cho Thanh Trương nha. Ê, cái gì? Đây. Còn riêng một nọ này, những giới tính không giống ai sẽ xài. Nói cho quý vị khán giả. Đùa đó, đùa. Có âm thì phải có dương. Đây. Anh cũng rất là đặc biệt luôn, anh chuẩn bị luôn cho cả đồ của Nam nữa. Đó. Rất là chu đáo vậy em. Rất là chu đáo chị. Ở đâu có anh Đức ở đó có sự chu đáo. Nam kìa, có Nam kìa.
có nữ có nam kìa. Nó ghi là chữ for men này quý vị khán giả. Hộp riêng là dành cho nam. Nó mạnh nhất. Ở đây có hai bơ sặc luôn nha chị. Bơ sặc á. Bơ sặc là rất mắc tiền nha. Rất mắc tiền. Ý là ở đâu thì em không biết chứ Việt Nam là mắc tiền. Kìa, yeah, nam kìa, nam đang nhìn kìa, nam dặm chân liên tục kìa. Một đệ tử ở team The Real mời anh chọn. Cái nào cũng tơ với nhau, anh hãy chọn đi một màu không giống ai của anh. Ok, vừa xe xỉ, nói đi. Rồi. Cảm ơn anh Đức, cảm ơn Đức. Anh Đức không phải cảm ơn em, anh cảm ơi. Cảm ơn Đức. Đây, cho Giang, Trường Giang nào. Trường Giang là đây là một giới tính không giống ai. Chứ không chung hai. Ôi trời ơi, ông chọn vơ xây sạc vơ. Trời, dùng đôi rồi. Cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Ai, chú Hải. Chú Hải. Đây, chú Hải người đàn ông đặc biệt nhất. Nói chung là phải trau chuốt tất cả mọi người. Mà hai chú cơ, hôm nay đâu một chú người ta. À, gửi luôn. Gửi luôn nha chú. Đây. Chú ơi. Đây. Này. Dầu gió đến từ Đức. Dạ. Yeah. Nhức nách, chú Hải có nhức nách không quý vị khán giả? Ôi là nhức nách rồi, đó. Đây, con gửi cho hai chú chọn cái nào cũng được nha. Đó. Chú ra nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi, nặng, nhỏ nhưng mà nó nặng đúng chưa? Nhỏ nhưng mà nó nặng. Dạ, còn cái này cho chú Hòa. Dạ, cho chú Hòa. Đấy, vậy là đã đủ luôn nha, anh Đức đủ luôn. Hôm nay là Trương và cô gái Lai, cô gái Lai này. Cô gái Lai, trời ơi, hôm nay gọi cô gái Lai luôn. Cô gái Lai hả? Lai. Cái like đi đâu ra like. Dạ, con cảm ơn chú. Đó, quý vị khán giả, còn bây giờ là em Sương. À đúng rồi, cái Sương. Cái xài dầu gió không? Ok, xài dầu gió nha. Dầu gió là cho xài. Nguyên Sương là trực trạng, em giả mạnh nguyên hộp. Nguyên hộp luôn á. Nguyên hộp, đấy. Đây. Dạ, dạ. Hôm nay nắng quý vị khán giả. Em bé Sương vào trong nhà bán luôn. Còn một cái thương hiệu mà Nấm Bi rất thích đó là Jimmy Choo. Jimmy Choo. Ừ. Thì này không ai chọn. Ở Việt Nam lại chuộng first. Cảm ơn, cảm ơn em nha. Đây. Cảm ơn nha. Nấm Bi ơi, trân trọng em tặng cho, trân trọng tặng cho em một chai nước hoa. Ngày nào em đi bán vé số là em sức vào để cho nó nhích cái nách giống chú Hải. Ôi, không, cái này là nước hoa, đừng nói bé lại tưởng bé bé xịt nách thật. Bé nhỏ. Ý là cái này là nước hoa đó em. Thương hiệu Jimmy Choo nhá. Lâu lâu mình xịt vào tay mình ngửi cho thơm xíu nhá. Đây, cái này em bóc ra, em để một chai vào đây này. Đấy, ngày nào mà kiểu mồ hôi, mồ kê là buổi sáng sớm là bán hàng là sức vào luôn. Đấy, tại vì một ngày mình tiếp xúc với rất nhiều người. Đấy, cái này rồi. Cái này giống dầu gió thế. Vì nó là cứu của nó là dầu gió. Cười thăm má. Má cười. Cái xin với dầu gió cái mà cười. Đây, cái này mình nước hoa nha, nước bông nha. Cái này không gì hết, mình xài được. Năm hồi chỉ xịt vào tay. Đấy, cái này không có xịt. Cái này dạng nhỏ nó không có xịt. Buổi sáng mở ra thế này này, xong rồi ấp ra vậy, chọc. Này nó có cái ấy, chị chưa bóc cái siêu ra nha. Em bóc cái siêu này, em bóc cái này ra nè. Đó, nhớ chưa? Đấy, cái siêu đây. Còn không xài thì em nắp vô. Sáng ập ra tay một cái mười này, chấm vào hai bên. Nhìn thơm này. Ê, cho vào tay thôi cũng được chứ, cho nó đỡ. Mình ngày mình tiếp xúc mọi người. Tiếp xúc với mọi người để mồ hôi mồ kê ra nhiều. Chứ không phải là cái này, không phải là điệu đâu nhá. Không phải điệu đâu nhưng mà mình có quyền xài cái này nha. Để vào trong đây này, giống chai dầu gió, mọi người tưởng chai dầu gió chứ không ai nghĩ là nước bông thơm đâu. À, để cho thơm thơm tí. Rồi, hôm nay buôn mê bắt đắt nha. Rồi. Rồi. Đây, cái khán giả này là em đã hoàn thành. Còn hộp kia mang về cho nó ngắm với lại Ngân, chị Trang. Trang. Tú. Chị Ngân. Ừ. Đó, bà chị ruột là quên tên luôn, quý khán giả. Đó, bà Nấm Bi. Đây đi em ạ, một hộp cũng giống như hộp đằng trước đằng sau luôn. Còn anh Trương cũng có một nọ riêng rồi, Nấm Bi để sẵn rồi. Chí. Nghe tưởng quên của mình đi chứ, bạn ơi, nghe. Này, mình không quên đâu nha. Luôn. Cái khác, nãy giờ không ấn quay hết đi. Ý là tặng cho con trai rồi á, mà cho đến giờ tắt luôn. Em hẹn mày đến tặng cho tao, tao tắt luôn. Đâu có đâu. Chương có bao giờ nghĩ xấu như vậy đâu. Trời.
ơi. Vậy là cửa hàng mình là nay thơm mùi nước hoa, tướng vô tướng bắt nước hoa không chị? Ngày mai em sẽ tặng cho mọi người 10 suất bún đậu mắm tôm để để áp lại cái mùi nước hoa này. Đúng rồi. Bây giờ thì Nấm đi tranh thủ mua một ít bần bon, Thanh Trương kêu là tặng cho bố Quang quý khán giả để mang về rồi về mấy công ty làm nữa. Tạm biệt mọi người, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Luôn luôn quan tâm đến sức khỏe và mùi hương cơ thể của tụi em. Chúc mọi người luôn luôn bình an, hạnh phúc và hoan hỉ ăn lạc. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong video clip sau. Bye bye. Bye bye tất cả mọi người. Bye.